Nhân dịp năm học 2012-2013 vừa bắt đầu, chương trình Happy Team đã có một buổi giao lưu gặp gỡ cùng các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức Bình Dương với thật nhiều hoạt động thú vị. Sau phần lễ khai giảng, các bạn học sinh trường Trịnh Hoài Đức đã cùng nhau chăm chú theo dõi, cũng như cổ vũ hết mình cho những tiết mục giao lưu văn nghệ cùng với bốn gương mặt quen thuộc Happy Team Top 12 khu vực thành phố Hồ Chí Minh năm 2009-2011, Thu Nhã, Tuấn Kiệt, Hồng Đức và Trọng Thi. Rất là vui, là mọi người rất là thân thiện. Tụi em cảm thấy rất là vui. Dạ, rất là vui gặp được thành phần của mình. Các bạn ở trường ở đây rất là dễ thương và ủng hộ nhiệt tình. Ngoài những thắc mắc gửi vội cho chương trình, để biết thêm thông tin về buổi casting, cách thể hiện, phần thi tài năng, các bạn học sinh trường Trịnh Hoài Đức còn làm nóng sân khấu khi tự tin thể hiện tài năng của mình để góp vui cho chương trình. Các bạn có muốn tham gia vào chương trình Hot VT năm nay với vai trò thí sinh của chương trình hay không? Dạ. Em muốn thi thử. Nếu mà tham gia được chương trình thì em sẽ tham gia tiết mục tạo mẫu tóc đơn giản như các bạn nữ sinh. Em đã đến đây đăng ký và sắp tới sẽ tham gia. Em cũng đang định thử sức mình coi mình có khả năng có thể tham gia chương trình Hot VT hay không. Em sẽ tham gia vào nghi hát. Các bạn còn tranh thủ thời gian ekip ghé thăm trường để cùng truyền tay nhau những quyển báo VTM đầy sắc màu và háo hức đăng ký casting online chương trình Happy Teen 2012 trên forum happyteen.vn để có cơ hội tham gia chuyến hành trình trải nghiệm để trưởng thành. Nếu như các bạn cảm thấy mình có cái tài năng đó thì cố gắng phấn đấu, tập luyện, dành đam mê thật nhiều cho cái tài năng của mình. Hãy tự tin và chiến thắng. Buổi giao lưu khép lại trong không khí hứng khởi của một năm học mới vừa chớm bắt đầu. Ban tổ chức chương trình xin chúc cho quý thầy cô và các bạn học sinh trường Trịnh Hoài Đức một năm học đầy thành công và niềm vui. Và hy vọng sau buổi giao lưu và hướng dẫn đăng ký, chương trình sẽ ghi nhận thêm thật nhiều những gương mặt trẻ tài năng đến từ trường Trịnh Hoài Đức cùng tỏa sáng tại chương trình Happy Teen 2012. Hành trình trải nghiệm để trưởng thành. Các bạn đừng quên truy cập vào website happyteen.vn để có nghe những thông tin hot nhất từ chương trình nhé.